đâu mọi người? Ý là bữa trước tôi thấy có bạn kia quay cái dâu siêu to siêu khổng lồ nằm ở trên em á. Ở đâu có đồ ăn, ở đó có mặt tôi. Vậy là tôi từ quận 6 chạy lên đến tận Gò Vấp để làm gì? Kiếm trái dâu nhưng mà tôi không có mua mọi người ơi. Tôi chạy qua khu ăn uống ở bên em á để làm gì dò. Trời ơi, cái mùi chảy cá tóc bốc kia nó sập lên tới lỗ mũi tôi, tất nhiên là tôi phải chạy qua mua một phần rồi. Cái lúc mà thu âm cái clip này với lại cái khoảng thời gian tôi mua là đã cách nhau khoảng tầm 2-3 tuần rồi mọi người. Cho nên cái giá của cái ly này tôi chỉ nhắm chừng khoảng tầm 40-50 thôi. Nhưng mà ăn tạm ổn nha mọi người. Ở trong em mắt thì có rất là nhiều loại bánh luôn mà tôi ghiền nhất là bánh macaron cho nên tôi sẽ mua cho mẹ tôi nha. Trời ơi, có một món giống như là đặc sản của em mắt là đó chính là da gà chiên giòn đó mọi người. Cái món này ăn vào nó giòn giòn, nó cũng đậm đà thấm vị lắm. Mà ta nói cái khu ăn uống ở trong em mắt là lúc nào nó cũng đông và không có ghế ngồi đâu nha. Ví dụ không có chỗ ngồi thì mình đứng có gì đâu, I love you bạc bạc. Mọi người, hồi nhỏ có ai món kẹo chỉ không? Hồi nhỏ tôi đâu được ăn đâu, đây là lần đầu tiên tôi ăn luôn á. Hôm nay sẵn đường trên đường đi làm về nè, thấy có cô bán kẹo chỉ đủ màu cho nên tôi đã ghé mua. Lúc nhỏ tôi chỉ đứng ngay cổng trường rồi nhìn mấy cô hay làm thôi chứ chưa bao giờ được mua ăn. Ra thì lâu lâu mình lại có một vé trở về tuổi thơ ha cả nhà. Nhưng mà tôi thích nhất vẫn là món bò bí ngọt. Hồi nhỏ mỗi lần có cái chú đẩy xe len ken đi ngang cửa nhà ngoại là chị tôi chạy ra mua cho tôi mấy cuốn ăn liền. Mà mấy bạn nhỏ đang xem cái clip này không biết có được ăn mấy món này chưa ta? Đi làm xong thì 11 giờ tối tôi có hẹn em tôi đi ra phố đi bộ ăn bánh mì chảo. Tính ra thì có cái khúc ăn ché trộn cô ri với lại uống trà đào Đông Du nữa đó mấy má. Nhưng mà tôi quay không có kịp. Tầm này là 11 giờ mấy rừng 12 giờ đêm rồi. Trời ơi, khúc này là đang ở ngoài phố đi bộ nè. Người ta đang chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán I love you bạc bạc.